Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. À, các bạn ơi, hôm nay mình làm cái video này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình tưới những cây hoa lan nằm trong chậu tự hút nước nha các bạn. À, các bạn cùng theo dõi mình làm như thế nào nha. Đây là cái bình mà mình chứa dung dịch thủy canh nè các bạn. Rồi mình sẽ đổ vô trong cái bình này. Rồi mình sẽ tưới cho những cái cây. À, đa số những cái cây lan của mình là trồng trong dung dịch thủy canh hoặc là trong chậu tự hút nước. Nói chung là mình trồng bằng cách nào thì mình cũng đều trồng bằng dung dịch thủy canh hết các bạn. Mình trồng bán thủy canh và trồng chậu tự hút nước. Nhưng mà cái cách nào thì mình cũng đổ dung dịch thủy canh lúc nào cũng nằm ở bên dưới chậu hết các bạn. Đây là cái mình sẽ đổ nước tới mực nước tới đây nè. Lúc nãy mình không định quay cái video này, nhưng mà mình nghĩ làm sao rồi mình sẵn tiện mình quay cho các bạn xem luôn. Vì cũng có nhiều bạn hỏi mình đó các bạn. Cái cây này hôm nay nó đang ra cái lá mới nè các bạn. Trong giai đoạn này à, các bạn ơi, đây nè, các bạn nhìn thấy cái moss trên nó khô như thế này là có nghĩa là nó rất khô, mình cần phải tưới nước đó các bạn. Nếu mình không tưới thì cũng không sao, nhưng mà tốt hơn thì mình tưới để cái moss nó ẩm thì nó sẽ tốt cho cây hơn. Cái cây này đã lâu lắm rồi mình không có tưới nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước này ra bỏ. Khi mà mình rảnh rỗi thì mình có thể rửa cái bình ở bên ngoài, nhưng mà đây là cái cách mà mình thường hay tưới nhất. Mình ít khi nào rửa cái bình ở bên ngoài lắm các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái bình này. Các bạn có biết tại sao mình phải dùng cái bình này không? Mình không có muốn tưới vô cái lá, kẽ lá của cây lan đó các bạn, nên mình dùng cái bình xịt như thế này. Và nó chỉ bên ngoài cái moss thôi, chứ nó sẽ không có vô trong cái kẽ lá của cây lan. Vì mình tưới mấy cách khác đó các bạn, nó hay bị lỡ tay rồi nó vô kẽ lá mình không hay đó các bạn. Thì mình sẽ làm như vậy. Thì nó sẽ nước nó vô cái lớp moss đó các bạn, nó từ từ thấm vô cái lớp moss. Và nhưng mà nó không có bị ướt cây lan đó các bạn. À, các bạn ở Việt Nam thì mình trồng bên ngoài, hoặc là các bạn nào trồng lan bên ngoài thì tưới lên đầu cũng không sao luôn các bạn. Nhưng mình trồng trong nhà, nếu mình tưới trên cái đầu lá là nó dễ, hoặc là vô kẽ lá là nó sẽ dễ, rất là dễ bị thối, nên mình không có thể so sánh được nha các bạn. Mình trồng trong nhà không có quạt và không có thông khí lưu thông nên mình phải cẩn thận. Tưới đẫm cái phần moss rồi đó các bạn, thì mình sẽ đổ như trực tiếp như thế này luôn cho nó nhanh. Nếu mà các bạn đổ như thế này ngay từ đầu thì cái nước nó không có thấm vô tất cả ở trên cái bề mặt của moss, nên mình cần phải có cái bình kia để mình xịt vô cái moss đó để cho nó ẩm ướt đó các bạn. Cái cây này nó đang rất là tốt nè các bạn. Nước thì mình để khoảng như thế này. À, với cái chậu này nè các bạn. Các bạn nhìn thấy cái moss nè, cũng rất là khô luôn. Vì mùa đông bên mình mở hết đó các bạn, nó rất là khô. Nó không có độ ẩm luôn đó các bạn. Nó khô lắm. Nên mình cần phải có một lớp moss ở trên. Nếu mà mình không có thì cái rễ mới nó hay bị hư lắm các bạn. Nó không có mọc vô đất nung được. Nên mình hay để lớp moss ở trên. Bây giờ cái lớp moss rất là khô và những cái rễ gió nó cũng khô luôn. Các bạn nhìn thấy cái màu, nó màu xám luôn không các bạn? Khi cái rễ nó màu xanh á thì là nó đủ nước, còn khi cái rễ nó màu xám như vậy là nó thiếu nước trầm trọng rồi đó. Khi cây lan đang nở hoa mình vẫn tưới phân luôn nha các bạn. Nào giờ lúc nào mình cũng xài dung dịch thủy canh cho cái cây lan của mình, dù cho nó đang nở hoa luôn các bạn. Cho nên khi mà nó đang nở hoa đó, mình tưới phân như vậy thì ở ngoài đầu của cái hoa nó vẫn sẽ ra hoa mới, nó sẽ mọc tiếp, nên cái hoa nó rất là lâu tàn. Kinh nghiệm của mình thấy đó các bạn, là khi cái hoa này nó tàn thì
cái hoa khác á, nó sẽ mọc tiếp theo ở đầu cái ngọn của cái nhánh hoa đó các bạn. Mình hay pha sẵn cái dung dịch thủy canh như thế này, và khi nhiều khi mình đứng đây cái mình buổi sáng mình ngắm hoa đó các bạn, rồi mình thấy cái moss nó bị khô quá thì mình sẽ xịt cái phân này vô này các bạn, xịt ẩm cái phần moss để cho cái moss lúc nào nó cũng ẩm chứ mình không có muốn nó bị khô. Còn đây là cây lan hồ điệp mini khác này các bạn. Cây lan này nó rất là nhiều rễ nhưng mà nó không có hoa các bạn, nó đang mọc rễ mới nữa nè. Nên mình sẽ bón phân cho nó thường xuyên để cho nó mau có hoa đó các bạn. Cái hoa này thì mình trồng trong sỏi. Các bạn nhìn rễ nó nè, rễ rất là nhiều luôn. Cái hoa này mình mới đem nó ra rồi xong mình repot nó lại trong cái chậu tự hút nước đó các bạn. Nó rất là thích phương pháp này luôn. Khi mình bỏ vô thì nó rất là tốt và ra rễ rất là nhiều. Nhưng mà mình không thấy nó ra lá mới nè các bạn. Nó ra rễ không à. Chắc từ từ rồi nó cũng sẽ ra lá mới. Lan thì nó lâu lắm nên mình phải đợi. Cây này thì mình lót ở trên mặt nó là sỏi. Cái sỏi này đó các bạn, mình rất là thích cái loại này. Lần trước mình mua cái loại ở trong cái chợ dành cho trồng cây á, thì mình không có thích bằng cái loại này các bạn. Cái loại này mình mua ở trong tiệm mà người ta nuôi cá đó, cái sỏi đó đó, người ta bỏ trong cái hồ cá đó. Cái loại này mình thích nó hơn vì nó không có hút nước và nhìn thấy nó đẹp hơn đó các bạn. Cái loại mà mình mua ở chỗ tiệm mà trồng cây á, thì nó hơi bị xấu, nó không có đẹp giống như cái loại này. Cái sỏi này nó tròn và nó nhìn thấy óng ánh giống như những viên mà đá quý vậy đó các bạn, rất là dễ thương. Bây giờ mình làm xong cái cây này nữa rồi nè. Đây là cây hồ điệp hôm trước mà mình order đó các bạn. Thì hôm nay nó như thế này đây. Nó cũng không có tốt gì hết. Nó đang bị stress đó các bạn. Cái lá nó hơi héo héo. Lúc nào cũng vậy. Khi mà mình repot nó là nó sẽ bị stress. Nó sẽ đứng lại và một thời gian thì nó mới tốt lên các bạn. Với lại cái cây này cũng còn hơi nhỏ nữa. Cây nhỏ mà mình thay chậu đó thì nó hay bị stress như vậy nè. Chứ hôm trước là nó bị lạnh đó. Nó bị lạnh mà mình không biết sao cái heat pad của nó lạnh ngắt luôn. Khi mà đem về nhà thì nó lạnh lắm. Nên cũng có thể là nó bị lạnh quá rồi nó bị stress. Mình cũng tưới nè các bạn, thấy cái này không? Nếu mà có cái đồ khác tưới rất là khó nha. Thành ra phải có cái cây nhỏ nhỏ nè. Rồi bắt đầu mình xịt như thế này. Cái đồ xịt này mình rất là thích luôn các bạn. Vì nó nhỏ và đưa vô những chỗ rất là dễ. Mình dỡ cái lá nó vô mình tưới dễ dàng. Còn đây là cây lan, cái lá cũng vân nè các bạn. Mình rất là thích những cây lan như thế này. Cây lan này năm ngoái nó đã nở hoa cho mình. Và nó năm nay mỗi lần mà mùa đông á các bạn thì nó hay bị rụng lá lắm. Tại cây này nó thích khí hậu nóng. Nên bây giờ nó đang lên một cái lá mới cho mình. Mùa hè thì nó rất là tốt nhưng mà qua mùa đông là bắt đầu nó rụng lá liền các bạn. Bây giờ thì nó đang rất tốt nè. Tại vì mùa xuân sắp tới trời ấm lên rồi đó các bạn, bắt đầu nó sẽ mọc. Cây này thì nó thích trồng bằng moss các bạn. Mình trồng ở bên dưới là đất nung, bên trên thì mình để moss. Đa số là mình trồng như vậy. Mình để đất nung ở dưới, rồi moss ở trên khoảng một lóng tay đó các bạn. Đôi khi mình cũng tưới theo cách này nè các bạn.
Mình với tới cái chậu đó rồi mình xịt cái nước vô, tại vì cái vòi nước đó đó các bạn, cái vòi đó cũng hơi xa đó, thì các bạn nhìn nè, mình xịt từ xa như vậy nè cũng được luôn, không có cần phải kéo nó xuống, đem nó xuống. Rồi mình có rất là nhiều cây các bạn, cái chậu nào mà nó khó, nó trên cao thì mình mới phải mang xuống thôi. Chậu nào mà ở dưới là mình chỉ cần xịt như thế này nè, mình không cần đổ cái dung dịch thủy canh ra bỏ luôn các bạn. Nếu mà cái loại nào á, cái la cây lan nào mà lâu ngày mình không đổ bỏ cái dung dịch đó thì mình mới phải đổ bỏ thôi, còn không thì mình cứ châm vô thêm thôi các bạn, mình không phải đổ bỏ. Lâu lâu thì mình chỉ cần châm vô như thế này thì cái này các bạn, mình không có cần đổ bỏ cái dung dịch ra nên nó cũng không có cần tốn thời gian của mình nhiều đó các bạn. Mình cầm rồi mình xịt mấy cái để cho cái ở trên bề mặt nó hơi ẩm ẩm đó các bạn, nó rất là tốt, rồi cái nước nó chảy xuống dưới. Các bạn nhìn cái cây này đang phát triển rất là tốt nè các bạn, nó đang mọc một cái lá mới và mấy cái vòi hoa luôn các bạn. Đây là vòi hoa của nó nè, rồi nó ra rễ nữa các bạn, rễ đây, hai cái rễ phía trên, ở dưới cũng có nhiều rễ, và ở đây nó mọc tới hai vòi hoa và bên đây hai vòi nữa là bốn vòi hoa luôn. Nhưng mình nghĩ bốn vòi hoa này thì nó ra ít hoa thôi, khoảng 4 5 cái hoa thôi chứ không có nhiều, nhưng mà nó mọc như vậy đó các bạn. Cái này là nó mọc cái vòi hoa từ cái nhánh hoa cũ các bạn. Nếu các bạn có muốn hoa hoa hồ điệp mà nó nở quanh năm thì các bạn đừng nên cắt cái vòi hoa. Mình để cái vòi hoa thì nó sẽ ra hoa liên tục cho mình luôn như vậy nè các bạn. Cây này vừa ra hoa, vừa ra lá, vừa ra rễ nên nó rất là cần dung dịch dinh dưỡng đó các bạn. Nên mình phải tưới cho nó, mình thay cho nó thường xuyên. Nhiều khi cái nước còn á thì mình đổ bỏ rồi mình bỏ cái dung dịch khác vô. Tại vì nó đang cần rất là nhiều dinh dưỡng đó các bạn. Mình cũng dùng cái phân này mình xịt ở trên bề mặt của nó này các bạn. Cái chai này nó có nhược điểm là khi mà mình đậy nắp lại mà mình đậy không cẩn thận đó các bạn thì nó sẽ bị nước nó bị rớt ra ngoài. Nên khi mình làm là mình phải đậy nắp cho cẩn thận, đúng cái khớp của nó thì cái nước nó không chảy ra. Mình lấy mấy cái đá đó mình lấp mấy cái rễ lại các bạn, sợ nó lòi ra nó khô. Cây này hầu như là nở hoa liên tục không ngưng luôn các bạn. Ngưng rồi lại nở hoa tiếp này các bạn. Hoa tàn xong rồi bắt đầu nó ra hoa tiếp luôn. Còn cái em này năm ngoái á, cho mình tới hai vòi hoa luôn các bạn. Bây giờ thì lá nó cũng ra một cái lá mới tươi tốt, xanh tươi, rễ cũng khá là nhiều, nói chung là tươi tốt không có gì hết, nhưng mà nó không có hoa các bạn. Đây là đáng lý nó phải ra hoa nè, cái mùa này là mùa của nó nè, mà mình không hiểu sao nó ra hoa đó, nó không có hoa. Bây giờ mình sẽ thay cái dung dịch thủy canh cho nó, mình phải chăm sóc cho nó nhiều hơn để nó ra hoa nha các bạn. Mình bón phân cho nó, mình bỏ dung dịch vô. Thông thường á, mùa đông thì cây nó ăn ít lắm các bạn. Mùa đông thì các bạn hạn chế tưới phân, tưới phân nửa cái liều lượng thôi. Tại mùa đông là hầu như cây nào là nó cũng ít ăn lắm. Nhưng mà khi bắt đầu mùa xuân là mùa bắt đầu nó ăn rồi đó các bạn. Mùa xuân với mùa hè thì mình cho nó ăn nhiều hơn, gấp đôi. Còn mùa đông thì ăn ít. Nên bây giờ là bắt đầu mình cho nó ăn nhiều nè các bạn. Rồi vài hôm nữa khi mà trời ấm thì mình sẽ đem nó ra ngoài, mình rửa nó, mình rửa lá. Vì mình để trong nhà đó các bạn nhiều cây lắm, rồi cái lá nó bị bụi nữa,
Khi cái lá nó bị bụi nhiều quá thì nó không có quang hợp được đó các bạn. Thì cái cây nó cũng không có tốt. Nên mình tốt nhất là phải dọn rửa, lau cái lá cho nó sạch. Mình nhiều khi bận quá mình không có thời gian mình lau đó các bạn. Bây giờ xong rồi nè các bạn, mình tưới phân cho nó xong rồi đó. Bây giờ mình đổ cái dung dịch vô. Mình xịt ở trên mặt để cho nó ướt đẫm rồi bắt đầu mình đổ vô cho nó nhanh. Vì dùng cái chai kia nó ra nước từ từ chậm lắm các bạn. Cái cây hồ điệp này của mình nè các bạn. Cái cây này thì nó thích cái hậu nóng nên mùa đông năm nào nó cũng te tua hết các bạn. Bắt đầu mùa xuân rồi nó đang ra lá mới đó các bạn. Mà hình như mình thấy nó có thể đang ra vòi hoa mới luôn. Cây này là cây lan rừng. Nó đang bị bệnh cái lá hay sao nữa, mình cứ cắt nó hoài vậy mà nó vẫn bị vậy các bạn. Lạnh quá hay sao đó. Thời điểm tốt nhất để các bạn tưới cây là vào buổi sáng đó các bạn, đặc biệt là những ngày mà trời ấm như thế này, ánh sáng nhiều và trời nắng thì là mình nên tưới lan. Vì bên này thì mùa đông rất là lạnh, những hôm trời âm u hoặc trời mưa thì mình không nên tưới, nó ẩm ướt các bạn và nó lâu khô nữa nếu mình có lỡ làm cho cái ướt lá đó các bạn. Và điều quan trọng nữa là khi mình tưới lan đó các bạn thì cái nước nên hơi ấm ấm, chứ các bạn đừng nên tưới nước lạnh nha. Tưới nước lạnh thì không tốt cho cây. Đây là mình đang nói về mùa đông mà ở Mỹ. Còn nếu mà ở những cái vùng khác khí hậu ấm nóng thì không sao. Còn vào mùa hè ở đây á, thì các bạn có thể tưới nhiệt độ bình thường, các bạn không cần phải ấm, nước mát là được rồi. Nhưng mà mùa đặc biệt là mùa đông mình phải tưới nước ấm. Tại vì mùa đông á, đã trời lạnh rồi mà mình tưới nước lạnh vô nữa thì cái rễ lan nó sẽ bị thối đó các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn có muốn mua những cái vật liệu mà trồng cây cho lan thì các bạn có thể xem vào cái đường link bên dưới. Mình đã để rất là nhiều link, các bạn có thể cho vô trong đó các bạn tìm mua những cái sản phẩm nào mà mình sử dụng ở trên này. Tại vì nhiều khi các bạn hỏi mình không có thời gian trả lời cho các bạn liền được đó. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ trả lời ngay cho các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Bye.